Bạn chơi cho mình ở điệu rumba tempo 80 và tông chúng ta chơi. Mình hướng dẫn các bạn là tông la thứ. Nếu nữ ca thì ta tông rê thứ ha. Các bạn chỉnh tranh bốc cộng 5 qua. Rồi, bài này chủ yếu là nữ hát nhiều các bạn ha. Nhưng vẫn một số người nam vẫn hát bài này và chúng ta gặp rất là thường xuyên. Rồi, bây giờ mình sẽ đi thẳng vào vấn đề luôn. Những tiếng cần thiết cho bài này. Đầu tiên tiếng pizzicato nè. Tiếng thứ hai là tiếng guitar nè, guitar cổ ha. Các bạn chọn tiếng nào ná guitar cổ thôi cũng được rồi. Thứ ba, tiếng đàn tranh. Tiếng thứ tư là tiếng string. Rồi, tiếng thứ tư là có thể dùng tiếng rát để đánh điệp khúc. Thế thôi, vậy là xong. Bây giờ phần tiếng, rồi bây giờ chúng ta sẽ đi thẳng vào bài luôn. Đoạn đầu tiên, tiếng pizzicato. Phần này thì chúng ta sẽ đánh vào cái phần intro như sau. Các bạn nghe, phần trước là mình hướng dẫn động nốt bằng sao nè. Đọc nốt luôn. La do la sol mi sol la do re mi la. Câu đầu tiên. La do la sol mi sol la do re mi la. Tiếp. Re mi re do la do re la do re mi. Re mi re do la do re la do re mi. Câu thứ ba. Si re si la sol si re mi sol la si. Câu thứ ba. Si re si la sol si re mi sol la si. Tiếp. Thứ tư. Si re si la sol si re mi do mi la 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 sol la. Thứ tư. Si đi si la son si đi mi do mi la 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 son la. Rồi bây giờ cái phần đó là đẹp như sau. Bỏ phát mạnh đầu tiên. Bum la do la son mi son la do re mi la re mi re do la do re la do re mi. Si đi si la son si đi mi son la si. Cái chỗ này nãy bạn bỏ là thứ, chỗ này son la si các bạn bỏ cho mi son trưởng hoặc mi bảy cũng được. Si rồi. Si đi si la son si đi mi do mi la các bạn về là thứ. Đơn giản vậy thôi, hợp âm được không cần không có bao nhiêu đâu. Rồi bây giờ làm lại. Phát mạnh nè. Bum la do la sol mi sol la do re mi la re mi re do la do re la do re mi si re si la son si re mi sol la si nè si re si la son si re mi do mi la 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 son la. Cái la son la cái chỗ dòng cuối cùng bạn chỉ dùng nút setup đó là la 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 son la. Bạn dùng nút setup nhấn chỗ này la la son la 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 son la. Rồi bây giờ đó xong cái phần intro, cái phần tiếng pizzicato. Sau đó là làm lại phần này một lần nữa các bạn ha. Sợ có bạn những bạn yếu mà làm không kịp phần này là bỏ phát banh Bum la do la sol mi sol la do re mi la re mi re do la do re la do re mi si re si la son si re mi sol la si si re si la son si re mi do mi la 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 son la. Rồi bây giờ xong phần đó. Ok, rồi như phần này xong. Bây giờ qua tiếng cái intro phần tiếng guitar. Rồi các bạn chú ý là lần trước cho bạn nghe trước nè. Rồi bây giờ đọc nốt luôn. Rồi đầu tiên nè. Mi re do la mi la do re mi la son fa thăng. Rồi lặp lại nha. Mi re do la mi la do re mi la son fa. Tiếp. Fa la do la fa mi la fa mi mi fa mi re do. Câu thứ hai. Fa la do la fa mi la fa mi mi fa mi re do. Fa la do la fa mi la fa mi mi fa mi re do. Câu thứ ba tiếp tục. Re mi re do la mi la do fa mi la do re. Câu thứ ba làm lại. Re mi re do la mi la do fa mi la do re. Làm lại câu thứ ba nha các bạn. Re mi re do la mi la do fa mi la.
rồi tiếp thứ tư. La mi la mi mi đô mi son la mi mi re đô la. Lại câu thứ tư. La mi la mi mi la mi la mi mi đô mi son la mi mi re đô la. Cái đây là những nút sườn, các bạn có thêm thắt thêm ba vô đó tùy tùy ở các bạn. Rồi bây giờ mình làm lại cái giai điệu này ha, làm chậm ha, hạ tempo nha, tập 70 thôi cho bạn nắm nè, từ từ nè. Mi re đô la nút là nằm ngay phách mạnh à, có thứ ba re mi re đô la ngay chỗ đó cũng nằm phách mạnh luôn. Và chú là nè la mi la đô mi la son ba hợp âm mi re đô la đô li la thứ à, mi la đô re mi la so la son fa fa thăng chỗ này các bạn bỏ đê trưởng. Rồi fa la đô la fa mi mi fa mi re đô, bỏ đô trưởng hoặc bỏ la thứ cũng được tụi các bạn ha. Rồi tiếp câu thứ ba, re mi re đô la, bỏ la thứ nè, mi la đô fa mi la đô re, re trưởng luôn. Rồi tiếp la mi mi đô mi son la mi mi đô la, chắc chắn gì la thứ rồi. Rồi hợp âm không cần bỏ nhiều đâu. Rồi quan trọng chủ yếu là cái giai điệu cổ thì không, ta nghe giai điệu cổ là chính. Rồi các bạn có thể đây hợp âm chủ xuyên suốt cái phần intro này cũng được các bạn ha. Rồi rồi mình làm lại cái phần giai điệu này ha. Mi re đô la mi la đô re mi la son, ngắt ngay phát mạnh luôn. Fa la đô la fa mi la fa mi mi fa mi re đô, đô trưởng và la thứ cũng được. Re mi re đô la la thứ la đô re re trưởng. La mi mi đô mi son la mi mi re đô la. Ok vậy xong đô la rồi, cuối cùng mà có thể re re đô la 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 son mi la la son la 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 mi la, để cho người ta vô cũng được. Rồi tụi các bạn, rồi thành lại phần này mình chỉnh tempo lên 80 trở lại nè, rồi bắt đầu làm lại nha. Rồi bắt đầu mi la son fa fa la đô la fa mi la fa mi mi fa mi re đô đô được re mi re đô la mi la đô fa mi đô re la mi mi đô mi son la mi mi re đô la à mi re đô la giảm thêm cái nữa nghe cho mi re đô la la son mi la la đêm về đó là người ta vô cái chỗ chung cho cái chỗ nhầm đó, và đúng sử dụng nút setup đây nha. Rồi cái phần này bạn nắm phần này ha, cái tương đối cái chủ yếu là cái phần bài này là cái intro thôi à, và cái đoạn cổ phía sau. Rồi mình làm lại cái toàn bộ cái phần intro nha. À tăng lần bỏ phát mạnh nam bum. Thêm thắt vô, tiết tấu thay đổi chút xíu tùy ở mọi người, khả năng của mọi người. Mình hướng dẫn các bạn nút sườn rồi các bạn tùy thêm thắt vô tới đây đang để giai điệu sau đó thêm thắt cho chút liên ba rồi luôn các bạn ha. Ví dụ mi đô la thế giờ các bạn thêm thứ ba chưa đó, thêm liên ba tùy theo các bạn nè. Vâng, thêm thắt là tùy ở các bạn ha, tiết tấu mà thay đổi chút xíu thì tùy các bạn, nhưng vẫn các bạn cứ làm theo những cái phần căn bản, cái sườn căn bản là ok rồi và tốt rồi, đã yêu cầu rồi các bạn ha. Chuyển sao cho cái bài mình nó sạch sẽ, người ta nghe ta êm lỗ tai và dễ hát rồi. Ok tiếp tục vào bài luôn nè. Rồi đêm về nghe tiếng giọng có buồn, bắt đầu mình solo nốt nha các bạn. Rồi đọc solo nốt cho các bạn luôn nè. Rồi bắt đầu nha. La mi la đô mi la, đàn trên đây cho các bạn âm nó cao các bạn dễ nghe. La mi la đô mi la rê à, cái này bỏ rê thứ.
mi. À, bài này với được bài cỏ thì các bạn thôi, và các bạn có thể bỏ đề trưởng thôi, hết đi luôn, thôi xuyên suốt bài để mất công các bạn rối. Các bạn nào mà cấn cái bài này cấn nút rê hoặc cấn pha thăng thì các bạn cho bỏ cho mình tông rê hợp âm, bỏ rê trưởng ha. Tại vì cái bài này nó cấn pha thăng, bài cỏ là đa số là pha thăng hết, không cấn pha. Rồi chú ý là nào. La mi la đô mi la rê, mi la đô rê rê mi la đô rê mi. Chỗ này bỏ la thứ ha. Rê mi la si 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 đê rê si son. Rồi bỏ son trưởng. Rê mi la si si rê mi mi đô la. Thứ là làm lại cái đoạn này ha. Mi la đô mi la rê, mi la đô rê rê đô la đô rê mi. Mi la si 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 rê si la son. Mi la si si rê mi mi đô la. À rồi, giai điệu thứ hai tiếp tục. La mi giống luôn đoạn ha, đoạn B nó giống tương lai đoạn A các bạn. Mi la đô mi la, mi la đô rê rê đô la đô rê mi. Mi la si 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 rê si la son. À cái câu cuối khác này. Si rê mi si si rê mi mi đô la. Nhìn nó giống na ná luôn, các bạn làm một giai điệu thôi cũng được rồi. Ok. Rồi cái phần tiếp tục, cái điệp khúc là gì? La fa fa thăng. La fa 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 mi re mi tiếp. La re re mi la đô la tiếp. Mi si. À nghe chỗ la fa fa re trưởng các bạn. Fa fa mi re mi là thứ. La re re mi la đô la là thứ. Mi si si re si la son son trưởng. Mi si re mi mi la đô. Bỏ đô trưởng cũng được hoặc mi bảy qua la thứ gì cũng được. Nào đô trưởng luôn đi. Rồi, rồi tiếp tục nha. Cái phần sau thì nó giống luôn rồi. La fa re trưởng. Fa fa mi re mi la re re trưởng. Re mi la đô la thứ. Mi si mi bảy. Si re si la son son trưởng. Mi si re mi 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 la. Mi si re mi 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 la. Rồi, với cái đó là phần solo nốt. Bây giờ mình sẽ làm lại toàn bộ cái phần solo nốt thôi. Mình không làm cái dặm gì thêm ạ. Chủ yếu là bạn nghe là solo nốt, các bạn có đúng cái giai điệu không ha. Rồi, bây giờ solo nốt nha. Cái bài solo, phần solo phần solo cũng tương đối đơn giản, không khó các bạn ha. Rồi cái phần solo hồi nãy mình đọc cho các bạn là chỉ những nốt sườn, các bạn có thể thêm tắt liên ba vô thêm những nốt khác nhau, chứ không phải. Tại vì á, cái bài này tương đối nó mang giọng cỏ xíu ca cỏ, cho nên là cái phần luyến
phần luyến thì chỉ cần một ca từ thôi, nó có thể chạy mấy nốt nhạc được các bạn, không phải là một nốt. Thí dụ nha, si nè, thì các bạn có thể chạy nè, rất là nhiều nốt nó liến lại là tạo thành một cái giai điệu. Rất là nhiều nốt khác nhau đó, thì mình chỉ thì có những cái nốt sườn để sườn cho các bạn dựa vào đó các bạn thêm thắt vào. Nhưng mà có những bạn yếu á thì bạn cứ bám vào những nốt sườn nó đàn là ok rồi, không cần đòi hỏi gì đâu. Rồi quan trọng là làm được đi hả tính, rồi làm được làm đúng đi hả đến hay nghĩ đến cái làm hay. Ok các bạn, rồi bây giờ xong cái phần solo rồi, bây giờ mình chỉ các bạn là cách đệm vào. Ví dụ người ta ca nè, cái phần mà intro á các bạn, xong cuối cùng các bạn dầm lúc rồi các bạn dầm nè, sorry ha, mi ha la son mi la đó. Rồi các bạn nào cái phần các bạn có thể kéo tiếng đàn tranh nè, đêm về rồi bỏ vô, đang lúc mình đang sử dụng cái nút sai ta nè, rồi kéo nè. Đêm về nghe tiếng dòng cổ buồn, rồi cái câu này mình sẽ đi cái nốt như sau. Vậy nghe tiếng dòng đêm về tan 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 tan, rồi mình sẽ đi nốt bốn nốt la fa mi re, đó la fa tan fa tan các bạn, tóm gọn cái tiếng dòng cổ buồn tan 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 tan, làm những nốt đơn giản thôi. Tan 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 ta đang tăng 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 đây, tiếng gõ nhịp xong các bạn có thể thêm những nốt ví dụ mi re si, mi re si re do si la si, tiếng gõ nhịp xong ai khoan đó, và các bạn thêm thêm tiếng tình 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 là cái giai điệu nè, mi re si re do si la si, mi re si re do si la si, tiếng gõ tình tăng là vừa ngay giữa tí tì 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 tì. Rồi tiếng tì này bạn thêm cái giai điệu này, mi đi si re si la son đó, mi đi si re si la son, tùy các bạn thêm rất là nhiều giai điệu thêm. Mình sẽ sợ là các bạn yếu, bạn không biết cái nốt nào để thêm vào thôi. Nè là ha nè, ten 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 ăn tiền là cái chỗ đó. Tang 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 tang. Rồi bắt đầu đoạn B. Anh giờ giống như cũ luôn. Anh giờ xa xứ bỏ quê nhà, thơ dài hương ngang hơi thơm, tan 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 tan, mi ti re si la son, tan 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 tan. Thôi đừng đệm hoài, đệm hoài không ai đen, tan 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 tan. Rồi vậy thôi, tan 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 thì mình sẽ đệm vô là ta mi đi đâu la mi la tan 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 tan, ta mi đi đâu la son mi la, và chuyển qua cái điệp khúc tan 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 tan. Rồi bắt đầu chuyển qua điệp khúc, là mình làm được chỗ này nha, tan 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 tan. Rồi mình làm lại cái chỗ này. Không, cái chỗ này mình khỏi sử dụng setup đi. Setup này nó bị chán đoạn rồi. Rồi các bạn có thể làm như thế này.
Các bạn sử dụng nút sử dụng men ABCD để báo tự báo trống luôn cho nó qua luôn ha. Nó qua luôn rồi. Vậy là được rồi. Tại vì cái câu sau là điệu điệp khúc là nó vô liền luôn, nó không có mất một nhịp cho mình khỏi là giảm cái này. La son mi la nữa, khỏi phần đó rồi rồi. Ở chỗ này. Rồi câu đầu tiên. Họ ơi gì nữa nè. Ta có thể đem lại la fa mi re mi, la fa mi re mi sa tăng các bạn. Rồi vậy thôi, cái phần điệp khúc thì các bạn có thể đánh theo kiểu mình hướng dẫn các bạn đánh điệp khúc của rumba đó, mình đánh vô còn thôi bạn bè theo cái giai điệu cho đầy tàng ra ta ta ra ta 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 ta. Rồi bây giờ giang tấu thì bạn làm lại intro, làm nguyên si nguyên si y giang đạo luôn, có cái phần cuối là cái phần đơn cổ đó. Tay 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 tay. Rồi phần cuối này rồi tới cái câu đoạn cổ ai đó cùng em đó. Rồi, à, phần này thì dài quá rồi, clip này dài quá rồi, mình sắp phải cắt qua trong này quá. Phần cổ nó hướng dẫn rất là lâu. Thôi bây giờ mình cái phần đệm này tương đối cái bài này với cái những thủ thuật phía sau đó, mình rất chỉ rất là nhiều cách đệm khác nhau, nào là bè, tiếng string nè, tiếng guitar, chạy thì tiếng hai đánh tiếng rát á, thì các bạn tùy theo tùy cơ ứng biến rồi các bạn làm sao cho nó phù hợp cho nó hay thôi. Chứ các bạn không cần phải học thuộc làm một cái gì cả, đó là những cái mà mình đưa ra các bạn có thể bắt chước theo cách nào cũng được. Rồi vậy ha. Rồi cái phần lần cổ mình sẽ hướng dẫn các bạn clip sau đi, dài quá rồi, 23-24 phút rồi. Ok rồi, tạm biệt các bạn ha, chúc sức khỏe mọi người. Rồi mình sẽ làm cái clip tiếp theo, đó là hướng dẫn phần lần cổ của cái bài vọng cổ buồn. Rồi chúc các bạn thành công với vọng cổ buồn, và đây là phần đầu, phần đệm cho người ta. À ok vậy đi, rồi chào tạm biệt, bye bye.